lúc mà thời mà tạo thiên lập địa cha sư phụ với mẹ đó xoay cái quả địa cầu này đúng cái dòng quỹ đạo cũng cực lắm, giờ còn mệt đổi đổi phải đúng ngay cái góc độ của nó, nó mới có đúng bốn mùa. Cái gì kể những cái chuyện mà siêu nhiên đó. Bữa nay ngồi nói chuyện thư giãn đi ha, chứ nói chuyện căng quá, không có chính trị gì hết. Thì mình tùy theo lúc, theo tuần, theo thời. Tiên cơ hôm nay thì nó từ từ số nó sổ sổ rồi hết. Bữa nay Mr. Tập lên nắm chức cao nhất, tối cao. Cái gì nói nó cũng giống như mà người mà dùng steroid nhiều quá đó thì nó sẽ bị phản ứng phụ, giống như mình ăn đồ ăn mà ăn cái gì mà nó nằm dưới đất á, giống như đậu phộng hay là chôn dưới đất thì thuộc về âm khí đúng không, mình ăn nhiều quá mỗi nhiều lúc mỗi sáng mình thức dậy mình bị vertigo á, là bị say sẩm mặt mày á, cái gì á, cái cục gì trong tiền đình gì đó nó đảo lộn á. Và tự trong con người mình nó cũng như vũ trụ cha mẹ đặt ra thì nó có âm và dương. Mình ăn cái gì mà nó mọc trên mặt đất á, là dương, phải không? Thì hai cái nó phải bằng nhau mỗi ngày thì sức khỏe mình tốt. Hôm nay ở bên bển đại ca Tập lên chức nghĩa bảo đảm dân nó nổi loạn thì là cơ trời xoay chuyển đúng đúng hướng. Chứ ở ngoài những cái gì mà trên sắp xếp á, con người mình khó đón được lắm. Mình thấy là không đúng nhưng mà thật sự là đúng. Mình thấy nó đi ngược lại không ạ? Lớn tiếng hạt và cái ly này á, ly này nó bằng sành, nó bằng porcelain. Khoảng 10 năm về trước á, khi mà biết được cái chân dung của mẹ đó thì đặt ở bên Tàu á, họ làm porcelain đó đẹp lắm. Thì ở trong office trong hãng á thì có một cái bức tranh của mẹ bằng porcelain. Cái này nó có thể lưu truyền nghìn năm được á, tại nó không có bay màu, nó bằng đá, bằng sành mà có bên bển có thằng nó làm được. Làm được có một bức tranh là hay lắm, đang để em hãng. Chứ còn về mở có một thằng nó làm như vẽ rồi á, mới họa sĩ rồi vẽ trên giấy trên giấy, con nghĩ giấy với giấy đâu có bao lâu đâu, đúng không? Nên dù có nhiều cái này thì sau này dù sẽ đi khắp thế giới, không có gần như đệ tử, nhưng đệ tử nào mà gần như hộ á, hộ tặng mỗi đứa từ từ đứa cái làm kỷ niệm. Nhưng mà phải xin quá không? Không xin rồi bao. Tại vì cái này nó quý lắm, tại vì nó sẽ lưu truyền. Hôm nay mỗi cái gì mà hộ cầm á, trong tương lai người ta có thể đấu giá. Nó có ý nghĩa gì. Cũng giống như mấy cái đồng hồ xịn hay gì á, là tôi mua trước năm 2017. Ngày 16 tây tháng 3 năm 2017, lúc mà quỳ trước mặt cha mẹ mà thời tài danh sách thực thì á, không đụng tới tức là không có xài tiền của phí phạm á, đúng không, là khác. Còn nó có sẵn trước là khác. Cũng như dù có chiếc giá bự lắm mà mua hồi lâu rồi, mua năm 2010, chiếc tàu bự lắm, chiếc OV cũng bự nữa, nhưng mà mấy cái đó là mua hồi năm 2007 hay 10 trước đó. Hồi xưa có nhiều nhà không ở nhà ở trên chiếc OV, cho nên có xe OV giống như xe bus vậy đó. Tối ngày cứ đi chỗ này chỗ kia, đi lái xe khắp nước Mỹ qua Canada, giang hồ mà lúc đó độc thân mà, đi tầm sư học đạo, đi qua tới bên Ấn Độ luôn, sống như mấy ông thầy Tây Tạng. Rồi đi khắp nước Mỹ, đi đủ chỗ hết, rồi Việt Nam nữa. Cho nên là những cái gì có ngày hôm nay là toàn là đồ cũ không. Giống như chiếc Bentley mua năm 2007 mà chạy ra đường đó thì nó cũng người ta tưởng là ra mới, không phải, mua cái đó là năm 16, 17 năm gì trước rồi.
Còn là xài tiền bây giờ là hãng nó mua. Một năm thì có thể mua 5-10 chiếc xe được, hãng nó trả tiền cho mấy người executive level, nhưng mà không có lạm dụng. Chứ ba cái đồ xa thứ phẩm này đâu nhằn nhòi đâu. Ở trong công ty mấy thằng nó xài mấy cái đồ nghề mà phí phạm, một tháng mua mấy trăm nghìn á. Với mỗi mấy nhân viên manager supervisor mười mấy thằng, cho mỗi thằng 5.000 cái thẻ credit card, nó dẫn vợ đi chơi tối ngày sao lấy tiền của hãng đi chơi, mình cũng đâu nói ra được. Nó ra bộ nó ở tuổi này tôi đi công chuyện cho hãng nhiều lắm. Cho nên về mặt đời á, nó không có lại gì hết, chỉ là mình tự mình biết lúc nào mình cũng phải so sánh. Ở ngoài kia bên Việt Nam hay bên xa xôi có rất là nhiều người thiếu điều kiện hơn chúng ta. Lúc nào Vũ cũng để trong cái tâm là Vũ sống giống như thời mới qua Mỹ vô trại tị nạn mà có quần xà lõn mà 3-4 tháng trời không có cái quần thứ nhì để thay á. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ thời đi học đại học có khổ, không bao giờ quên. Còn những cái thời sau này có tiền sung sướng, nó trả lại gì hết. Khi có tiền sung sướng rồi á, mình mới ngộ ra được à, ở thế gian này trả lại gì hết, chỉ ra là mỗi một giây, một phút, một sát na mình vui, mình vui vui hỷ lạc. Bởi vì trong 513 câu á, Kiệt có để là không sợ gì mất á, ngủ ngoài xe là trong cuộc đời chưa bao giờ vui vui như lúc đó. Tại vì mình có nhiều tài sản, có nhiều nhân viên, có con rồi nữa thì nó chi phối cái sự lo buồn, nó ảnh hưởng nhiều con của mình, nó có chuyện bữa nay nó cảm mình cũng buồn, là tự nhiên mình sắp sửa vui á, hớn hởn đi ra đường tính lái xe đi đi xuống bãi biển chơi, cái nghe đứa con bị bệnh cái là thôi quay lại. Cho nên khi mình có nhiều thứ á là mình bị ràng buộc nhiều. Đó là lý do tại sao á là cha mẹ xuống, mỗi người chúng ta có cái nghiệp riêng, có linh hồn chúng ta là riêng. Mỗi đệ tử đứa con họ thiên đều là riêng. Tu phải tu riêng chứ không có theo nhóm cà phê nữa. Đứa nào là đứa đó, mỗi đứa có trình độ riêng, chỉ có cái là theo hướng dẫn của giáo phụ là đọc kinh ngồi thiền thôi. Chứ không có phải đứa này dẫn đứa kia, cái đứa kia cũng dẫn không, cái đó là sai. Cho nên đó là lý do họ thiên chúng ta có 3 ngày là vậy, không có được giận nhau. Trở về cái chuyện là mình á, một người muốn thành công và muốn có cái tinh thần đại lượng á, là phải nhớ lợi thở hàng vi. Bất cứ trong chúng ta, những người giàu sang trong cái thế giới này, Trump hay Elon, đều có cái thở hàng vi nghèo khổ của họ. Giờ khi mấy người giống như thời nay thì khác, như con của mấy đại gia, con mấy ông đảng viên nữa, thì tụi nó sanh ra nó đã như vậy. Thì cho nên cái xã hội Việt Nam bây giờ á, là ra đường á, là nó ăn nói giống như là ta đây đồ, ông này ông kia đồ, nó dùng cái đó để mà nó bully, nó show up, nó tự hào lẫn nhau để mà gia đình tao danh giá hơn. Thì một cái xã hội rất là sai lầm, vì những người đó nó chỉ bao bọc bởi một cái bức màn rất là mỏng. Khi cái màn mỏng đó mà kéo xuống rồi thì sẽ không còn để mà tự hào nữa. Màn mỏng đó là gì mình biết rồi, mình phải tự lực, tự bàn tay của mình, tự sức của mình, tự trí tuệ của mình, tự học vấn của mình. Chứ không phải mình có nhiều tiền thì cái bằng của mình nó cao. Tôi là thạc sĩ, kêu ta viết chữ thạc sĩ vô, chứng nhận vô. Mà ít tiền thì bằng tiến sĩ, ít tiền hơn nữa là bằng kỹ sư. Đại khái là cái không có thể mà mua bằng được á. Cho nên tại sao mà bao nhiêu những du học sinh qua Mỹ họ rất là thất nghiệp, cứ nghĩ đâu nghĩ là thiên đàng. Nhưng mà khi vô học general không, học tiếng Anh thôi mà học 2 năm á là cũng chưa xong nữa, rồi đóng tiền cao hơn mấy đứa có thẻ xanh ở Mỹ nữa. Rồi cuối cùng nản ra làm gì? Néo là dễ nhất. Chứ giờ làm nghề gì ở Mỹ này cũng phải có bằng đúng không?
không phải dễ sống. Đó là mình đang nói Mỹ là thiên đàng đó, đừng nói chi qua Singapore hay là qua Nam Hàn hay Nhật là mấy tụi nó còn kỳ thị nữa, nó chỉ cho đi hút rác hay là chạy Uber hay là chạy taxi hay là đi làm nhà hàng hay là đi hút mấy cái chất hóa học của mấy nhà máy hóa chất của Nhật á. Đó phải là đơn giản để sống. Thế mà cái quốc gia của mình càng ngày nó đi càng thụt lùi xuống vào thời đồ đồng đồ đá. Cái kênh mà cái việc official nói lên tiếng nói để mà cho những tương lai trẻ của nước Việt sớm tỉnh, wake up là tỉnh mộng á. Hiện giờ chưa tỉnh mộng. Lâu lâu mới thấy cả nước buồn, cái tổ chức dài cuộc đá banh cái là rộ lên nè. Rộ lên đến nỗi mà vui đến nỗi mà quên mình luôn, nó kể hết đồ chạy không đá ngoài đường. Tại không có chuyện gì khác ngoài mấy cái chuyện đó. Thấy buồn không? Xã hội như vậy. Rồi những cái hay, những cái lạ ở xa xôi nước ngoài thì họ không có tìm hiểu. Mà khi đã nghe được tiếng nước ngoài thì họ thấy lạ. Cũng giống như cái gì mà không có thói quen thường tình mỗi ngày của tôi là cái đó là không đúng. Bây giờ nó cũng y như bây giờ quý vị mà đem mà đi về Phi Châu, bắt mấy anh Phi Châu mà đem lên bỏ khách sạn 5 sao á, nó bảo đảm nó không thích ở. Đưa khách sạn 5, 6 sao nó là bảo đảm khách sạn nó là thôi mai mốt nó nuôi cọp, nuôi gấu hết trơn để nó rượt nó đuổi. Thì cái trí tuệ con người nó khác nhau là nhân sinh 96 dạng đức linh căn đều có mỗi cái tánh khôn khác nhau hết. Nếu không khác nhau thì đâu có một thằng Alon đột xuất cái là trong chớp mắt là giàu nhất thế giới. Những cái nhà mà sáng chế ra di mạch chip trên thế giới đều là những người xuất chúng. Họ ít có bao giờ học xong cái đại học. Tại khi học càng nhiều thời gian đó, họ sẽ bị thụt lùi lại cái trí huệ của họ. Ở trong cái tập khí nó có. Thì đại số họ mà giống như là Bill Gates phải không? Chưa học xong đại học mà drop out. Cái thằng Mark Zuckerberg, thằng Facebook cũng y chang phải không? Nga Loan cũng y chang. Cái ông mà ngày xưa những cái chủ mà CEO của vùng này nè, Google, Intel, ông nào cũng là không có học xong đại học hết. Tại vì họ đã có cái kiến thức từ thời tiền kiếp của họ rồi. Phước trời. Cho nên những cái mà phước á, mình phải biết. Người nào giàu có mình đừng có ganh tị. Vì cái phước của họ chẳng qua là khác nhau ở chỗ là phước nhiều đời hay chỉ phước một đời này thôi. Giống như Super Boy vậy đó, trả ốp một lần này hay là trả thêm mình. Nếu họ hiểu về nhân quả, họ dùng cái phước của kiếp này, tại vì họ đã tạo ra tiền kiếp để mà họ cho những kiếp sau, thì cái đó là người khôn. Còn khi một đời người vô tái sanh lại, đa số họ quên. Đa số họ theo cuộc đời đưa đẩy về vật chất, rồi tiền bạc, thế lực, danh vọng. Rồi cái họ quên. Họ quên rồi cái họ chỉ có phút có một đời. Nhiều người được một đời là hết nha. Nhiều người nửa đời hoặc phần tư đời là cũng xong. Thì mình lấy cái đó để mà mình làm cái điều hãnh diện. Khi mình làm bắt cọc ba đồng mà mình có cuốn kinh thiên tâm, mình có cha có mẹ của mình có một cái mái nhà và mình biết con đường đi sáng của mình, đó là mình đi về trời. Còn những cái người giàu có hôm nay mà năm loại ngày hôm qua mình để á, mục đích không phải là chọc họ đâu, để cho họ biết. Có một người nhắc nhở tôi đó, những cái gì sư phụ giận đứa nào ghét đứa nào, không bao giờ giận đứa nào ghét nào, cũng không bao giờ ghét năm loại đó nữa. Nói để nhắc nhở. Trong hàng đệ tử cũng vậy, đứa nào bị la nhiều nhất là đứa đó được thương nhiều nhất. Tại vì khi kiệt la đó là kiệt xả nghiệp. Lúc nào chư thiên và những gì hộ pháp mấy ông rồng
là cha mẹ trong mới tăng mới cái vụt. Ví dụ khởi khẩu ra, khởi ý thôi á, đừng nói gì khẩu, là ở trên cha mẹ đều biết liền á. Thì đứa đó có làm sai, sư phụ la là đỡ hơn là mấy vị phạt á. Nên nhớ vậy á.